Cũng trong sáng nay, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã tới thăm tặng quà các gia đình chính sách tại huyện Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Cùng đi có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Tới thăm tặng quà bà Hoàng Thị Hoa là vợ liệt sĩ Vũ Xuân Lý ở xã An Vĩ, ông Vũ Danh Trướng ở xã Ông Đình là nạn nhân chất độc da cam, ông Ngô Quang Năng là thương binh hạng 4/4 ở xã Dạ Trạch, huyện Quế Châu. Thăm ông Hoàng Trung Thành, thương binh hạng 4/4 ở phường Lê Lợi và ông Mai Trọng Mùi, bệnh binh ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Duy Hưng đã bày tỏ lòng tri ân đối với công lao hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh và sự hy sinh thầm lặng của những người vợ, người mẹ liệt sĩ đối với nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, động viên con cháu tích cực lao động học tập, đóng góp cho sự phát triển của quê hương đất nước. Đồng chí yêu cầu cấp ủy chính quyền các địa phương làm tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo gia đình thương binh liệt sĩ và gia đình có công với nước.